Chương trình 24 giờ chuyển động. Kiều Tiên và Minh Lam mến chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, gần 4.000 tỷ đồng là một số tiền cực lớn. Với số tiền này thì chúng ta có thể làm được nút giao 3 tầng ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025, nhằm giúp giải tỏa ùn tắc đoạn đầu tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Vâng, thưa quý vị, gần 4.000 tỷ đồng là tổng mức đầu tư dự kiến cho một đúc giao thông, một công trình rất ý nghĩa cho đời sống xã hội dân sinh. Thế nhưng, cũng gần 4.000 tỷ đồng trong một diễn biến khác lại là một nỗi đau, khi đó là tổng giá trị bị người ta nâng khống cho giá kiếp xét nghiệm COVID-19. Khó có thể diễn tả hết nỗi bức xúc, phẫn nộ trong dư luận khi thông tin này xuất hiện trên báo chí những ngày vừa qua. Và câu chuyện này sẽ được chúng tôi đề cập bình luận trong ít phút tới đây. Nhưng trước hết thì như thường lệ, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý sau đây. Quảng Ngãi, bắt đối tượng hoạt động tín dụng đen với lãi suất cắt cổ. Nóng trên mặt báo, nâng khống giá kích tết, làm giàu trên nỗi thống khổ của đồng bào. Sóng biển dân cao, uy hiếp các khu dân cư ven biển Phú Yên. Máy chơi game mạ vàng có giá hơn 6,3 tỷ đồng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, một vụ vận chuyển tàn trữ lâm sản trái phép vừa được lực lượng cảnh sát môi trường, công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện, bắt giữ vào ngày 19 tháng 12. Rạng sáng ngày 19 tháng 12, tại thôn Kim Đôi, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng chức năng phát hiện một ô tô tải có dấu hiệu vận chuyển lâm sản trái phép qua kiểm tra ô tô tải mang biển kiểm soát 75C07395 do Võ Văn Nam, 45 tuổi, điều khiển. Lực lượng công an phát hiện trên thùng xe có 14 phách gỗ chua thuộc nhóm 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam với khối lượng 2,852 mét khối. Được biết, số gỗ này được tài xế vận chuyển từ xã Bình Thành, thị xã Hương Trà về huyện Quảng Điền để tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nam không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ trên. Điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục phát hiện tại xưởng cưa của ông Nguyễn Hai, 46 tuổi, tàn trữ 11 phách gỗ chua trái phép, có khối lượng 1,840 mét khối. Hiện Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao tan vật, phương tiện cho hạt kiểm lâm huyện Quảng Điền để xử lý theo thẩm quyền. Công an thành phố Quảng Ngãi cho biết đã bắt đối tượng Nguyễn Sĩ Quyền, 23 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa, về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo đó, từ cuối năm 2020, Quyền từ Thanh Hóa vào thuê phòng trọ ở phường Quảng Trú, thành phố Quảng Ngãi. Tại đây, Quyền len lội đến các địa phương trên địa bàn tỉnh hoạt động cho vay nặng lãi. Cụ thể, Quyền đã cho 19 trường hợp vay với tổng số tiền 450 triệu đồng, thu tiền lãi dao động từ 283% trên một năm đến 365% trên một năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng. Đáng nói, ngoài thu lãi cao so với quy định là 20% một năm, đối tượng còn thu phí đi thu lãi cao với số tiền 500.000 đồng một lần vay. Số người vay đa phần ở thành phố Quảng Ngãi và huyện Mộ Đức. Công an huyện hớn Quảng, tỉnh Bình Phước cho biết đã triệt phá thành công băng cướp nhí, đã bắt giữ 6 đối tượng gây ra hai vụ cướp táo tợn để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật sáu đối tượng được bắt giữ gồm Nguyễn Trung Hiếu, 15 tuổi; Vũ Hồ Thiên Ân, 15 tuổi; Nguyễn Phú Quý, 15 tuổi; Đặng Trần Quốc Thái, 13 tuổi; Trần Tuấn Thanh, 16 tuổi và Sơn Trần Anh Tuấn, 15 tuổi, tất cả cùng ngụ tại tỉnh Bình Phước. Theo điều tra ban đầu, với thủ đoạn lợi dụng đêm khuya vắng người để chặn xe người đi đường, dùng dao đe dọa bị hại, chủ yếu là nữ giới để chiếm đoạt tài sản băng cướp trên đã thực hiện trót lọt hai vụ cướp vào ngày 5 tháng 12 và ngày 15 tháng 12 tại địa bàn xã Tân Lợi, huyện Hấn Quảng. Qua đấu tranh, ra soát các đối tượng, công an huyện Hấn Quảng xác định 6 đối tượng trên là nghi can gây ra các vụ cướp gây hoang mang dư luận nên đã tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, Ngoài 6 đối tượng nêu trên, còn có 3 đối tượng, mặc dù biết nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản nhưng không tố giác tội phạm. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Ngày 19 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắc cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Mã Văn Thiện, 27 tuổi, ngụ địa phương, để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo điều tra ban đầu tháng 11 năm 2018, Mã Văn Thiện có quan hệ tình cảm với một cháu gái gần 13 tuổi ở cùng thôn. Lợi dụng bé gái còn nhỏ tuổi và chưa hiểu biết pháp luật nên cả hai đã quan hệ tình dục dẫn đến có thai rồi sinh con. Mới đây, cháu gái đi đăng ký hộ khẩu cho con thì bị công an xã EAV huyện Ehaleo phát hiện. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên công an xã EV đã lập hồ sơ chuyển cho cơ quan điều tra theo thẩm quyền. Chuyên mục Nóng trên mặt báo Thưa quý vị, như đã đề cập ở đầu chương trình, một câu chuyện nóng trên các mặt báo những ngày vừa qua là vụ thổi giá kích xét nghiệm COVID-19. Lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test COVID-19 của các địa phương trên cả nước, bị can Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc công ty Việt Á đã câu kết với lãnh đạo các đơn vị hợp thức hồ sơ chỉ định thầu và đẩy giá kích cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Phan Quốc Việt từng phát ngôn sao phải tăng giá lên các cổ dân mình. Thế nhưng, công an khẳng định bị can này thông đồng với lãnh đạo các đơn vị, hợp thức hồ sơ chỉ định thầu xác nhận khống các báo giá cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Chuyên mục nóng trên mặt báo hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện này. Trao đổi với báo chí ngày 18 tháng 12, Trung tướng Tô Ân Sô, chánh văn phòng kim người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đang tổ chức đấu tranh chuyên án với đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh bộ trang thiết bị y tế Kit Test Covid-19 xảy ra tại công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, gọi tắt là công ty Việt Á và các đơn vị địa phương có liên quan. C03 đã ra quyết định khởi tố bị can ông Phan Quốc Việt, người sáng lập đồng thời là tổng giám đốc công ty Việt Á, một ông lớn trong ngành dược tại Việt Nam cơ quan điều tra cũng khởi tố các bị can vũ đình hiệp phó tổng giám đốc công ty việt á hồ thị thanh thảo thủ quỹ công ty việt á liên quan đến vụ án các bị can phạm duy tuyến giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hải dương và nguyễn mạnh cường nguyên kế toán trưởng cdc hải dương cũng bị khởi tố Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An và triệu tập ghi lời khai trên 30 người có liên quan. Tháng 4 năm 2020, công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19. Để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt và các đối tượng của công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá, xác định giá bán là 470.000 đồng một kit, thỏa thuận và chi tiền phần trăm hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện CDC các tỉnh thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm. Đến nay, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc Công ty Việt Á bán ký xét nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Bị can Phan Quốc Việt đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, số tiền gần 30 tỷ đồng. Đến nay, Công ty Việt Á đã cung ứng ký xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. C03 đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân, đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án, nếu tố, tư lợi, ra soát, kê biên tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho nhà nước, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết. Nhiều bản đọc tỏ ra bức xúc trước thông tin công ty cổ phần công nghệ Việt Á nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19. Bản đọc văn việt bình luận, trong lúc hàng triệu người nhiễm bệnh, hàng chục ngàn người mất vì dịch bệnh, cả nước gồng mình chống chọi dịch, thế mà vẫn có người làm giàu trên đau khổ của người khác. Tội này phải bị xử thật nặng. Bạn đọc Nguyễn Hà chia sẻ, trong lúc đại dịch Covid-19 gây biết bao thiệt hại cho nhà nước, cho nhân dân, rất nhiều rất nhiều những tấm lòng hảo tâm trong xã hội gom góp vật chất, thậm chí từng ký rau, từng cân gạo. Không ít người bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng xung phong lên tuyến đầu chống dịch, sẽ chia với nhà nước, với xã hội và người bệnh trước nỗi gian trưng. Vậy nhưng một số bộ phận người lợi dụng cảnh đục nước béo cò, thổi giá ký xét nghiệm, giá thiết bị y tế để hưởng lợi bất chính số tiền lớn, nhưng vải thưa đâu che được mắt thánh, kết cục họ phải trả giá thôi được biết sổ tiết kiệm của Phan Quốc Việt và các đối tượng thuộc công ty Việt Á trị giá trên 320 tỷ đồng, 100.000 đô la Mỹ, 20 bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương khác, 8 bất động sản của Phạm Duy Tuyến, tài sản chưa phát hiện được rồi cũng sẽ bị thu hồi. Vâng ạ, à, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Phan Quốc Việt không thể ăn một mình mà phải ăn chia với nhiều nơi. Ví dụ, mới chỉ Phan Duy Tuyến, giám đốc CDC Hải Dương, Phan Quốc Việt đã chi phần trăm gần 30 tỷ đồng. Vậy thì 61 tỉnh, thành phố còn lại thì sao? Có ai trong họ được chia chét như Phạm Duy Tuyến? Cùng với hành vi ăn chia, còn có hành vi buông lỏng quản lý để cho công ty Việt Á lộng hành, ăn cướp của dân, của đất nước trong lúc dịch bệnh. Bộ chủ quản các cơ quan có kiểm soát giá có trách nhiệm hay không khi để cho một công ty lộng hành như vậy? cần phải lôi tất cả những kẻ liên quan ra trừng trị thì mới có đạo lý, pháp lý tồn tại. Vì ai cũng hiểu nếu chỉ một mình Phan Quốc Việt thì không thể nào một tay che trời nổi. Chuyên mục Đông Tây chuyển động. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, dự án đi qua trụ điện ở lại, đây là thực trạng lâu nay tại nhiều công trình cải tạo, nâng cấp đường xá ở thành phố Hồ Chí Minh mà 24 giờ chuyển động đã nhiều lần phản ánh. Thế nhưng, lần này là gần 500 trụ điện bị bỏ nằm chơ vơ giữa đường, không được di dời nằm trên đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn, vừa mất an toàn giao thông, vừa kém mỹ quan đô thị hàng trăm cục điện nghiêng ngã xuống cấp nằm giữa đường chăn chịt các bó dây bên dưới còn là nơi người dân bỏ rác nhiều đoạn các cục điện chia thành hai hàng khiến người chạy xe vừa đi vừa phải né cột tình cảnh này đã kéo dài nhiều tháng nay trên tuyến đường đặng thúc vịnh đoạn đi qua xã đông thạnh và xã thới tam thôn huyện hóc môn thành phố hồ chí minh anh hồ xuân phúc huyện hóc môn thành phố hồ chí minh nói rất là nguy hiểm về an toàn giao thông cũng như là một số đó. ban đêm có số người bị va quẹt vào những cây trụ té nguy hiểm đi bác sĩ ở đây có đã từng xảy ra tình trạng đó rồi Hình thử là chỉ người dân cầu mong là làm sao chính quyền cố gắng hỗ trợ làm sao để mà gắn những bản phản quan hay là di dời những cái trụ để cho bà con họ thuận tiện lưu thông thôi có tới khoảng 500 trụ điện bị bỏ nằm giữa đường, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, vừa mất mỹ quan đô thị. Đây là hệ quả của việc làm đường không đồng bộ với di dời hạ tầng điện tại các dự án sửa chữa nâng cấp đường đặng thúc vịnh. Dự án có vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng, khởi công từ năm 2018 đến nay đã đạt hơn 80% khối lượng thi công, giúp mở rộng đường từ 8m lên 30m thuận lợi cho giao thông đi lại. Ông Lê Văn Tiến, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Mong muốn đường xa làm mau là cho dân ta làm ăn, mấy đường xa cột điện cột đồ đèn đó là đêm hôm người ta chạy xe rất là nguy hiểm lắm. Còn ông Nguyễn Văn Tư, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nói: Như đời thay vô trong là nó đẹp hơn, nó có nguy hiểm một không? À, không an toàn mấy thôi. Chậm di dời trụ điện là việc xảy ra ở rất nhiều dự án hạ tầng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Với dự án đường Đặng Thúc Vịnh, Điện lực thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quá trình trồng trụ điện mới gặp khó khăn do dịch bệnh kéo dài và do người dân không đồng thuận khi trồng trụ điện trước nhà. Từ nay đến trước Tết nhâm dần 2022, ngành điện sẽ đẩy nhanh tiến độ di dời 500 cột điện này. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của bão rai, bão số 9, tỉnh Phú Yên đang có mưa, sóng biển dâng cao, đánh sát vào bờ, uy hiếp các khu dân cư ven biển của tỉnh. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của cộng tác viên chương trình tại địa phương. Tại xã An Chấn, huyện Tuy An, đến trưa ngày 19 tháng 12, sóng biển dâng cao áp sát khu dân cư thôn Mỹ Quang Nam. Người dân trong thôn phải dọn dẹp lại các vật dụng bị hư hại trong nhà do nước biển tràn vào tối qua một số hộ dân đang khẩn trương gia cố lại cổng ngõ, vách bờ bao trước nhà bằng bao cát để tiếp tục ngăn các đợt sóng đánh sát vào bờ, tràn vào nhà. Chị Kiều Thị Xuân, thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, chia sẻ. Dân cỡ 9 giờ là nó, nó dâng lên, dâng lên xong nó lùa vô trong nhà luôn. Hàng năm là tối mùa này là khổ lắm. Chị Trần Thị Nga, thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nói nó cứ dưng vô mình cứ làm gì vô bắt đầu cái tấu cái na trâu đi ở hết rồi sao mai mình làm tiếp cứ vậy à thôn Mỹ Quang Nam có chiều dài gần 1.000m dọc bờ biển trong đó có gần 500m đã đầu tư kè chắn sóng người dân an tâm xây nhà mới làm tường rào ổn định cuộc sống còn những đoạn chưa được làm kè che chắn, người dân vô cùng bất an mỗi khi mưa bão về theo Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, đến trưa ngày 19 tháng 12, bão số 9 cách bờ biển Bình Định Phú Yên khoảng 210 km về phía đông. Các địa phương ven bờ biển của tỉnh đã tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra thưa quý khán giả nhằm hướng đến chấm dứt sử dụng loại hình du lịch cưỡi voi cũng như các hoạt động ảnh hưởng đến phúc lợi của voi nhà trong du lịch và lễ hội tổ chức động vật châu á và ủy ban dân tỉnh đắk lắc đã ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi mô hình du lịch thân thiện với voi thỏa thuận này cũng sẽ góp phần bảo toàn đàn voi nhà hiện có của tỉnh đắk lắc theo thỏa thuận tỉnh Đắk Lắk sẽ hạn chế tối đa hướng tới không tổ chức các hoạt động ảnh hưởng đến phúc lợi voi nhà như du lịch cưỡi voi, các hội thi liên quan đến voi, hay dùng voi để tái hiện cảnh săn bắt và thuần dưỡng. Tổ chức Động vật Châu Á có trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để mang lại phúc lợi cho voi và chuyển đổi mô hình du lịch thân thiện với voi. Những thỏa thuận này đem lại kỳ vọng sẽ bảo tồn đàn voi nhà hiện có tại tỉnh Đắk Lắk. Tiến sĩ Tuấn Bendixen, trưởng đại diện tổ chức Động vật Châu Á tại Việt Nam cho biết với biên hợp đồng tác này thì chúng tôi mạnh dạn đề xuất ủy ban nhân tỉnh á, để chúng ta nên có cái cách để chuyển đổi thay vì chúng ta tiếp tục khai thác sử dụng voi đến lúc cuối cùng á, là chúng ta nên chuyển đổi cho nó một cơ hội để ta những nó tái sinh lại để làm sao là voi được khỏe mạnh hơn về mặt thể chất về mặt tinh thần <laughs> Tỉnh Đắk Lắk hiện chỉ còn khoảng 140 cá thể voi, giảm 90% số lượng voi so với năm 1980. Trong đó, đàn voi nhà cũng chỉ còn 37 con để bảo tồn voi hiệu quả hơn, vừa qua Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ voi sinh sản, hỗ trợ chủ voi và bố trí kinh phí chuyển đổi hình thức du lịch từ cưỡi voi sang hình thức du lịch thân thiện với voi. Ông Trần Xuân Phước, giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk cho biết. đơn vị thì có gắng cái... là dựa vào, áp dụng vào cái văn bản ghi nhớ giữa tổ chức APEP và Ủy ban tỉnh để mà triển khai các cái hoạt động tiếp theo cho tương lai về du lịch là thân thiện, là không du lịch không cởi voi. Ông Đỗ Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm. Thì vừa qua chúng tôi có báo cáo hội đồng dân tỉnh có thông qua sửa đổi một số điều của nghị quyết số 78 chúng tôi chấn chỉnh sửa và cho cái cái, cái cái, chính sách nó phù hợp với cái định mức đối với công tác phúc lợi cho voi và một số cái này voi và liên quan đến những cái, cái tổ chức cá nhân là trong cái công tác bảo tồn voi. Từ tháng 7 năm 2018, tổ chức động vật châu Á đã tài trợ dự án chuyển đổi mô hình du lịch thân thiện với voi tại vườn quốc gia Judon với tổng trị giá 65.000 đô la Mỹ trong thời gian 5 năm nhằm chấm dứt hoạt động cưỡi voi tại vườn quốc gia. Chương trình du lịch thân thiện với voi còn là giải pháp bền vững khi vừa bảo vệ đời sống cho voi, vừa tạo được sinh kế cho người dân địa phương và chủ voi. Chuyên mục Đông Tây chuyển động. Và bây giờ là phần tin thế giới, gây chú ý. Thưa quý vị, con dao gỗ sắc bén hơn cả dao làm từ thép, chuyện tưởng chừng như đồ này lại hoàn toàn có thật và đây là thành quả nghiên cứu của các nhà khoa học làm việc tại trường đại học Maryland nước Mỹ. Người dẫn đầu nhóm nghiên cứu, giáo sư ngành kỹ thuật cơ khí Tenley cho biết, họ đã chế tạo ra một loại dao bền vững hơn so với các loại sản phẩm hiện nay vì gỗ có thể tái sử dụng, bền và có chi phí vòng đời thấp hơn hầu hết các loại vật liệu khác. Con dao đặc biệt này làm từ gỗ, được tăng cường cellulo, chất tạo nên các sợi của gỗ. Nhờ vậy, dao có độ cứng cao hơn gấp 23 lần so với gỗ tự nhiên và sắc bén hơn 3 lần so với dao làm bằng thép không gỉ. Thưa quý vị, một máy chơi game sản xuất cách đây 12 năm đã được rao bán trên mạng với giá 250.000 euro, tức hơn 6,3 tỷ đồng Việt Nam. Sở dĩ nó có giá cao như vậy là vì được thiết kế tinh xảo và ma vàng 14 carat với ý định làm quà tặng cho nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Đó là một máy chơi game nhỏ gọn thuộc quyền sở hữu của anh Donny Fulerup, một chuyên viên công nghệ và là nhà sưu tầm trò chơi điện tử sống ở thành phố Utrecht, Hà Lan. Phiên bản Nintendo Wii mà vàng 24 kara này do THQ, một nhà phát hành game ở Mỹ đặt hãng Nintendo của Nhật Bản sản xuất vào năm 2009, nhằm tặng nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, xong đã bị hoàng gia Anh từ chối nhận. Năm 2013, công ty THQ bị phá sản phải bán hết các thiết bị của họ. Do đó, anh Donny Fulerup mới có cơ hội sở hữu máy chơi game này. Anh Donny Fulerup bày tỏ mong muốn có thể bán chiếc máy với giá 250.000 euro nhằm lấy tiền mua một căn hộ để ổn định cuộc sống liên tục chương trình Cà phê không đường tập trung điều trị cho trẻ mắc Covid-19 Tuyên Quang, kinh hoàng cháu bé 2 tuổi bị chó giữ nhà hàng sớm cắn Chuyện nghe mới, sản vật vùng đất mũi Thưa quý vị, vài tuần trở lại đây, số ca mắc Covid-19 ở trẻ em đang tăng cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý là số trẻ F0 nhập viện cũng tăng nhiều lần so với tháng trước mặc dù các chuyên gia y tế cho rằng đa số trẻ em mắc COVID-19 không có triệu chứng hoặc biểu hiện bệnh nhẹ, nhưng trẻ F0 nhập viện rất cần được quan tâm, theo dõi đặc biệt để ngăn chặn nguy cơ diễn biến nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Chuyên mục Cà phê không đường hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của cộng tác viên chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh. Vài tuần trở lại đây, số bệnh nhi mắc COVID-19 được Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận điều trị tăng mạnh, Số lượng F0 trẻ em nhập viện không chỉ ở tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn từ các tỉnh thành phía Nam chuyển về. Bác sĩ Võ Thành Luân, khoa nhiễm bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đây khoảng một tháng á thì khoa Covid Nhi đồng 2 chỉ khoảng là có khoảng 40 50 trẻ thôi, nhưng mà hiện tại số trẻ đã dao động hơn hơn 200 bệnh. Và trong số 200 bệnh đó thì chúng tôi có phải nhận thêm những cái bệnh bệnh nhân ở rất tuyến các tuyến tỉnh chuyển về trong tình trạng rất là nặng và hầu như là trong thời gian này là phòng hồi sức cấp cứu chúng tôi là lúc nào cũng full bệnh hết theo các bác sĩ hiện là thời điểm chuyển mùa ở phía nam thời tiết thay đổi không khí lạnh tăng cường khiến cơ thể trẻ em không thích ứng kịp tạo điều kiện cho virus vi khuẩn gây bệnh đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp phát triển trong đó có covid 19 đáng chú ý là mắc covid 19 nhiều ở trẻ có bệnh nền và dưới độ tuổi tiêm vaccine Bác sĩ Trần Ngọc Thịnh, khoa nhiễm bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Có bệnh này như là suy si thận, rồi những bệnh tim mạch, rồi, những bệnh là tiểu đường những cái bệnh mà mãn tính đó thì thường là vô đây trong tình trạng là viêm phổi nặng rồi kèm theo bệnh này nó thì diễn tiến xấu và phải can thiệp như thở oxy, si bát rồi thở máy. Mặc dù các chuyên gia y tế trong nước lẫn trên thế giới đều cho rằng đa số trẻ em mắc COVID-19 không có triệu chứng hoặc biểu hiện bệnh nhẹ, Tuy nhiên, một số trường hợp có nguy cơ diễn biến nặng, thậm chí nguy hiểm tính mạng, nhất là ở nhóm trẻ có bệnh lý nền, béo phì. Do vậy, gia đình, người lớn phải theo dõi sát sao sức khỏe của trẻ mắc Covid-19, nhập viện khi có triệu chứng. Việc điều trị chăm sóc tại bệnh viện cũng cần chú trọng cả về sức khỏe lẫn tinh thần của trẻ. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Trong thời gian theo dõi đó thì nếu mình thấy trẻ thở mệt, thở nhanh là thở rút lõm hay là trẻ có chịu tím tái thì chúng ta sẽ mang đi bệnh viện và ngay khi trẻ mà mắc covid thì chúng ta vẫn có thể theo dõi một cái nồng độ siêu trong máu giống như là là người lớn anh hồ đức lợi tỉnh đồng nai nói bác sĩ thì cũng dặn thứ nhất là ăn uống điều độ thứ hai là kiểm tra cháu thường xuyên rồi có tạo một cái group trên zalo á ví dụ cháu nào mà có bị vấn đề gì á thì nhắn tin đó thì sẽ có bác sĩ sẽ liên hệ trực tiếp với mình để kiểm tra cho cháu Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 400 trẻ mắc COVID-19 đang được chăm sóc điều trị tại bệnh viện để ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh và số ca mắc đang gia tăng ở trẻ em. Tới nay thành phố đã mở thêm khoa điều trị COVID cho trẻ tại bệnh viện Nhi Đồng 1 với quy mô 500 giường và điều trị COVID-19 ở một số bệnh viện phụ sản nhi khác. Tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay là những thông tin nóng mà chương trình đã cập nhật. Chiều ngày 19 tháng 12, ông Lữ Trung Thành, Chủ tịch Ủy ban dân xã Nằm Nhóng, huyện Huế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lở đất làm năm cháu bé thương vong. Theo đó, khoảng 11 giờ 45 phút ngày 19 tháng 12, 6 cháu nhỏ đang chơi tại khu đất mới múc để làm nhà của gia đình ông Tê, tên viết tắt ở xã Nằm Nhóng, huyện Quế Phong, thì bất ngờ đất trên cao đổ ập xuống vùi lấp năm cháu. Nhận được tin báo, chính quyền xã Nằm Nhóng đã lập tức có mặt tại hiện trường, điều động máy móc cùng người dân khẩn trương nỗ lực cứu các cháu nhỏ đang bị vùi trong đống đất đá tuy nhiên một cháu bé đã không qua khỏi bốn cháu khác bị thương hiện tại thi thể cháu bé tử vong đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục của địa phương bốn cháu còn lại đang tiếp tục được điều trị cấp cứu tại trung tâm y tế huyện quế phong Chiều ngày 19 tháng 12, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Lưỡng Vượng, thành phố Tiên Quang, tỉnh Tiên Quang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé trai 2 tuổi bị chó hàng xóm cắn, phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 18 tháng 12, cháu B, tên viết tắt 2 tuổi, cùng anh trai đang đi trên đường thì bị chó hàng xóm nhà bên cạnh lao ra tấn công. Lúc này bé trai ngã ngửa xuống đường, trong khi con chó tiếp tục cắn vào người nạn nhân do sợ hãi và đau đớn cháu bé bị chó cắn đã khóc thét lên rất tội nghiệp nghe tiếng con hét lớn người cha ngay lập tức chạy ra khống chế con chó đưa con trai đến bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương hở phức tạp vùng đầu mặt và các tổn thương khác dưới cơ thể rất may cháu bé được đưa đến bệnh viện xử lý kịp thời hiện sức khỏe ổn định qua vụ việc này, các phụ huynh cần lưu ý hạn chế cho trẻ em tiếp xúc với chó nuôi, chó lạ. Gia đình có trẻ con không nên nuôi giống chó to và dữ. Nếu nuôi, bắt buộc phải tiêm phòng cho con vật đầy đủ. Ngoài ra, con vật phải được thuần dưỡng, xích, ra đường phải rò mỏm để không xảy ra vụ việc đau lòng như chúng tôi vừa chia sẻ. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị. Trong lúc nhân viên cửa hàng phụ kiện điện thoại đang ngủ gục ở bàn thu ngân, một nam thanh niên đã lấy trộm chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát. Sự việc vừa xảy ra tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại cửa hàng phụ kiện điện thoại trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Thành Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 18 tháng 12, một nam thanh niên mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang đi xe máy đến cửa hàng phụ kiện điện thoại trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Thành Mỹ, thành phố Thủ Đức thấy nhân viên cửa hàng đang ngủ gục trên bàn thu ngân, nam thanh niên trên đã lấy trộm chiếc điện thoại trên bàn rồi lên xe tẩu thoát. Sự việc được camera an ninh tại cửa hàng ghi lại. Sau khi phát hiện bị mất trộm điện thoại, nạn nhân đã trình báo công an. Liên quan đến vụ tên cướp giật túi sách kéo người phụ nữ ngã đập mặt xuống đường xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh mà 24 giờ chuyển động đã đưa tin, thì mới đây công an quận Tân Bình đã tạm giữ Đoàn Thanh Nhung, 36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, ngày 16 tháng 12, Nhung mặc đồ shipper chạy xe máy trong hẻm 737 Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình. Thấy người phụ nữ đeo túi sách đứng trước tiệm tóc, nghi phạm đảo xe nhiều vòng rồi ra tay giật túi sách. Vụ cướp giật khiến người phụ nữ ngã đập mặt xuống đường. Tài sản không bị mất nên nạn nhân không trình báo công an. Toàn bộ vụ cướp được camera an ninh tại một tiệm tóc ghi lại. Sau khi đăng clip lên mạng xã hội, công an quận Tân Bình vào cuộc điều tra, qua đó bắt giữ đối tượng Nhung tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Theo cảnh sát, nghi phạm có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và hai tiền án về tội cướp giật tài sản. Chuyên mục Chuyện ngày mới Thưa quý vị, nếu như từ trước đến nay, Cà Mau nổi danh với đặc sản ba khí muối, Ngoài muối ra thì người dân chỉ có thể chế biến những món ăn ngay với ba khí tươi sống như ba khí rang me, bà khí luộc tuy nhiên từ những sáng tạo trong lao động sản xuất mà hợp tác xã ba khía đầm dơi đã thành công với một sản phẩm mới đó là rêu ba khía rêu ba khía mà cơ sở này sản xuất đã chinh phục được khách hàng và góp phần đưa sản vật quê hương vương xa trên thị trường chuyên một chuyện ngày mới hôm nay mời quý vị cùng về cà mau để khám phá sản vật vùng đất mũi quý vị nhé ba khía được chọn làm rêu là các con ba khía sống ngoài môi trường tự nhiên người dân có thể bắt ba khía bằng nhiều cách nhưng cách bắt ba khía vào ban ngày bằng rập chuột là thông dụng và hiệu quả nhất. Những con ba khía chắc thịt to lớn thường được chọn làm ba khía muối. Những con nhỏ hơn, ba khía mới lột vỏ sẽ được ưu tiên chọn làm riêu ba khía. Chọn những con lột để xây làm riêu thì sẽ tăng sản lượng riêu lên sau khi được chế biến. Công đoạn quan trọng nhất của làm riêu là rửa thật sạch, tách mai và cắt các ngoe nhọn và xoay nhiễn ba khía. Bà Trần Thị Sa, Giám đốc Hợp tác xã Ba Khí Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, nói. Xây dựng ba khía muối, cái thương hiệu ba khía muối. Ngoài ra thì còn cái uh, riêu ba khía đó là do tận dụng được những cái uh, nguồn ba khía mà những cái con mà có thể uh, gia thiết, mình có thể sử dụng để mình xây. Tại vì những cái con đó là nó rất là nhiều thịt so với những cái con ba khía bình thường khác. Thì đây là một cái cách mà để làm ra một cái sản phẩm mà mình À, bổ sung canxi rất là hay và cũng được khách hàng rất là chấp nhận rất là nhiều à, trong cái thời gian qua. Toàn bộ quy trình lựa chọn và xây ba khía được thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sản phẩm sau khi được xây sẽ được chuyển qua công đoạn đóng gói, hút chân không và cấp đông. Từ việc tạo ra sản phẩm riêu ba khía đã góp phần tạo nhiều việc làm cho các lao động nhàn rỗi tại địa phương để họ vừa kiếm thêm thu nhập vừa có thời gian ở gần gia đình chăm sóc con cái. Bà Nguyễn Thị Hoàng, ấp cây kè, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, chia sẻ. Coi như là từ hồi có cái cơ sở này cô qua làm cho ở đây thì cũng rất tốt, cũng như có cái thu nhập cho gia đình, người gần nhà, về chăm sóc con cháu được, rồi vậy đó. Coi như cũng phù hợp, bởi vì mình ở trong mát, mình làm cũng vẫn khỏe bình thường mà nó tốt cho công việc mình làm ở gia đình vậy đó ví dụ ở gần cô đi tới lui chăm sóc được chạy tới chạy lui vậy đó mà ngày cô thu nhập cũng được trăm ngoài 200. sản phẩm rêu ba khía được đóng mỗi gói nửa ký và được trữ trong ngăn đá tủ lạnh và có hạn sử dụng lên đến vài tháng đa phần thực khách ưa chuộng sử dụng sản phẩm rêu ba khía bởi vì sự tiện dụng trong lưu trữ vận chuyển và giá thành rẻ hơn rêu cua đồng làm ra được nhiều rêu hơn Sản phẩm rêu ba khía thường được chế biến thành các món ăn đặc sản như nấu bún rêu, làm rêu để nấu các loại canh rau dền, rau đai, mồng tơi, bồ ngót khá ngon miệng. Thưa quý vị, ba khía dù tồn tại bình thường trong cuộc sống của người dân miền sông nước nói chung và mảnh đất cà mau thân yêu nói riêng, nhưng từ đó đã có nhiều món ăn mang đậm hương vị quê hương được nhiều người yêu thích. Đó cũng là lý do để nhiều du khách thêm yêu thương lưu luyến mỗi khi đến với vùng đất này. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chúc cho tất cả chúng ta hãy bình tĩnh, tự tin cùng chính phủ vượt qua đại dịch COVID-19. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.